đường dây buôn lậu người tại Việt Nam, thu nhập đến hàng chục tỷ Mỹ Kim cho hàng năm. Kính thưa quý vị, đây là tin từ Hà Nội. Bộ Công an Cộng sản Việt Nam đã thừa nhận rằng Việt Nam là một điểm nóng trong khu vực các nước tiểu vùng sông Mekong về buôn người và di cư bất hợp pháp, cũng như là các đường dây buôn người có lợi nhuận hàng năm lên đến hàng chục tỷ Mỹ Kim. Vẫn theo bộ này, thì có ít nhất là 3.476 người là nạn nhân của các vụ buôn bán người từ năm 2016 cho đến nay. Các nạn nhân của nạn buôn người thường là phụ nữ và trẻ em ở vùng nông thôn, có hoàn cảnh kinh tế khó khăn và trình độ học vấn thấp. Công an cho biết kết bạn, môi giới kết hôn, cò mồi đưa ra nước ngoài lao động v.v. là những thủ đoạn quen thuộc mà những kẻ buôn người sử dụng để đưa các nạn nhân vào đường dây buôn người. Gần đây nhất, kính thưa quý vị, Công an Cộng sản Việt Nam đã phá được một đường dây mua bán nội tạng xuyên quốc gia với hàng trăm nạn nhân trong 3 năm từ năm 2017 đến 2019 và lợi nhuận đến hàng chục tỷ đồng. Nhà chức trách cũng đã phá vỡ một số đường dây môi giới mua bán phụ nữ sang Trung Cộng để thuê với giá từ 400 triệu cho đến 500 triệu đồng. Buôn bán người và di dân bất hợp pháp tại Việt Nam đang bị cả thế giới chú ý sau khi 39 công dân Việt Nam đã bị phát hiện chết trong một container của một chiếc xe tải ở Essex, Anh Quốc. Hiện có nhiều quốc gia đang thắt chặt kiểm soát việc cấp visa cho công dân Việt Nam và thanh sát các cơ sở nghi có người Việt ở lại mà vi phạm quy định về vấn đề di trú. Do thiếu công ăn việc làm trong nước, nhà cầm quyền Cộng sản khuyến khích công dân đi lao động ở nước ngoài. Người đi lao động hợp pháp thì phải trả phí môi giới cao, còn người đi bất hợp pháp và châu Âu cũng như là Anh Quốc thì gặp nhiều hiểm nguy, thậm chí đến cả tính mạng bị đe dọa sau khi đã trả một số tiền khổng lồ cho bọn buôn người.